Sáng ngày 11 tháng 5, bà Đặng Thị Hoa Ray, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên đã đến dự lễ khánh thành cầu Nguyễn Đình Lê thuộc khóm Tây Quỳ 2 và Tây Quỳ 3, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên. Cầu Nguyễn Đình Lê được xây dựng mới có tổng chiều dài 26m, bề rộng mặt cầu 4,5m, kết cấu bê tông cốt thép, tải trọng trên 2 tấn, đảm bảo độ thông thuyền là 4,1m. Với tổng kinh phí xây dựng trên 625 triệu đồng, trong đó quỹ tín dụng Mỹ Hòa hỗ trợ 350 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân đóng góp kinh phí và ngày công lao động. Đây là công trình có ý nghĩa hết sức thiết thực, thể hiện sự chung sức chung lòng của chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn. Cầu Nguyễn Đình Lê sau khi hoàn thành không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại mà còn tạo sự thuận lợi trong việc giao thương, vận chuyển hàng hóa, sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cho người dân trong và ngoài khu vực. Dịp này, có một tập thể được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, một cá nhân được nhận giấy khen của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, 4 tập thể và 22 cá nhân nhận khen thưởng của Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hòa đã có đóng góp kinh phí và tham gia xây dựng cầu Nguyễn Đình Lê, phường Mỹ Hòa trong thời gian qua.